Slug. Như vậy thì là Slug offlane và đúng rồi, hổ offlane. Con Slug này thì counter khá cứng của hổ rồi. Game 1 thì phao cầu sáng thì mình cũng nghĩ như vậy, bởi vì là hổ offlane thì nhìn chung là tôi không ủng hộ. Đến TI mới comeback, còn Trung Anh thì nghỉ rồi. Đấy, tôi thông báo các bạn biết như vậy. Đây thì Sneaky chết. Không có gì là bất ngờ cả. Đức Kinh đánh lúc nào á? Đức Kinh đánh không, Đức Kinh không đánh ở trên stream. Rồi, The Boss thì Skitter có một tình huống có vẻ như là sử dụng. Đây rồi, dòng này thì có TP. Nhưng mà đứng trước mặt con team Dinosaur TP tôi nghĩ là không thể, bởi vì nó có quá nhiều burst ra. Thêm một vài cái mod nữa. Ok, ở The Boss đang có đánh nhau luôn. Skitter bị dính đớt rồi, vẫn còn một chút vẫn còn một timelapse. Timelapse về thì có ngay cổng chói cây ở đây. Vẫn chưa chết, Skitter khá trâu. Ramsey đang cố gắng đuổi nhưng mà Sticky đã búp giáp lên cho đồng đội của mình rồi. Morin ở đây thì cũng đang muốn lấy mạng của Topson nhưng ngập tức là bị dính Ice Pass. Hiện tại thì lượng sát thương của bên phía team Thunder là khá nhiều, mà Morin cần phải lùi về. Viewer đã tới có lòng, hoàn toàn có thể mở ra để giết Crit và chính xác là sẽ làm như vậy rồi. Crit lên bảng đếm số. Skitter thì không còn Tsukuchi, vẫn lao vào. Skitter muốn đổi cái mạng của mình lấy mạng của Ramsey. Rồi Skitter vẫn chưa chết, đánh là khá khéo. Morin có một chút xíu máu rồi. Ba người của Thunder đang đuổi nhưng mà không ai có stun cả. Ném cái Ice Pass ra đằng sau để cố gắng lấy mạng của Skitter nhưng Skitter đang bait. Skitter biết rằng đối phương hết Senchi, hết đớp. Cứ thế lao vào tôi, không ai đấm Skitter được cả. Búp giáp của Sven được lên. Tình huống mở Sprout ra để ăn được mạng của Morin nhưng mà con bão này thì rõ ràng là Thunder họ mất gần hết tất cả mọi thứ rồi. Người duy nhất còn sống thực sự có một sự chênh lệch nào. Kể cả về mặt network giữa các co hay là về mặt thế trận. Arrow nào. Timing nào, rất nhiều disable, vẫn còn cả Ice Pass, timing là không thể hoàn hảo hơn. Từ Wymon, Viewer cũng đã tới, úp lồng luôn, nhưng mà đây chỉ là một Slime Support thôi. Sẽ là đủ đam chăng? Sneaking chạy khá nhanh, Viewer thì không còn skill gì nữa cả. Tuy nhiên Ramsey sẽ leap lên và lấy được mạng, Topson vào này lại bị bắt chăng? Có kit nè, vẫn là khá nhanh tay, tuy nhiên cũng chỉ có kit được một người thôi. Hai người còn lại đến thì Topson sẽ chết, thực ra tôi bị lỡ vận lấy là tôi cũng mừng đấy. Mở cái ulti lên tới từ Mercy ở mid lane để cố gắng đấm quái hút máu. Tuy nhiên thì đánh chuyển được support thôi, đấm không được quá nhiều. Lồng rất đẹp này, Slug đi chắc rồi. Chưa hết cái lồng thì Slug cũng đã chết. Và bây giờ thì cố gắng lấy mạng Morin chăng? Không, tạm thời là đuổi người khác đi. Topson thì đã dùng Orchid mất rồi. Vicky bị đấm khá đau bởi Ramsey nhưng mà không đủ đam. Rồi đến một tình huống Linh vào và chói được Ramsey. Ramsey phải bỏ mạng lại rồi. Bây giờ thì đã cũng được xong Orchid. Và Sneaking, xin lỗi bạn, khỏi Skitter là người phải bỏ mạng rồi. Nhưng vẫn còn nguyên Mori ở đây với những huống ném cưa. Và quá đau rồi. Bốn người của bên phía Thunder lại bỏ mạng. Là con Team Bersaw đã khá giàu. Và Team Bersaw mà giàu thì nhìn chung là không giết được. Topson đâu? Thầy đâu ơi? Thầy ơi? Thầy! Team đánh nhau nhưng mà thầy mặc kệ rồi. Thầy lại bỏ cho. Thầy bây giờ bị bắt rồi. Lúc nào sẽ là lúc thầy dùng Orchid đây? Không bao giờ dùng được, thầy lại chết, tạm biệt thầy. Ai tính nghĩ là cứu thầy cái? Không, không phải là thằng này không cứu được. Nào. Chả bắt được cái nào, chúc Pure chết ngược luôn. Quýt vẫn có nguyên ulti, không cần dùng. Bảo Cory bắt được 10 cái thì mình giết được nó, không có lông thì đuổi cái gì. Đây rồi, thầy di chuyển ra. Lần này là một tình di chuyển chủ động của thầy để lấy được mạng của Skitter. Có lẽ bây giờ chờ đến buổi sáng ăn sang trụ 1 thì Falcon họ sẽ lưu về Androcha thôi. Wymon thì thế ở đây thì chắc chắn là chết rồi. Trên mạng quá dễ dàng nếu các core hero của Falcon. Nhưng mà Slug ăn Nether và chết luôn. Không ai cứu nổi cả, Slug có thể cứu được người thôi. Chứ Slug mà bị bắt thì chẳng có ai cứu được hết. Sneaking mở cái giáp lên cũng block được quá nhiều đam nữa rồi. Thunder họ cũng cho thấy là họ vẫn hoàn toàn đủ sức để đánh nhau với đối phương đấy. Ôi trời, combo như một cái. Rồi ok, công ty lại là đẹp cho được Pewer. Và pha này thì sẽ là tham minh để dồn đam giết chết luôn cả Skitter. Falcon game gần như đã về thế cân bằng. Ngoại trừ việc con voi này thoát chết tiếp rồi. Đều không đánh off lên, lên đồ aura. Skitter, xin các bạn. Sneaking đã bị nhìn thấy ở đây. Skitter lao vào cứu. Mất Kenegis luôn không? Mất luôn Kenegis rồi, mất luôn cả ulti rồi. Wymon của Ice Mask chắc chắn sẽ ném ra. Viewer có lồng, chẳng cần phải dùng. Ok, cứu được một turn. Thế thì không, vẫn không cần phải dùng lồng. Skitter vẫn này. Các bạn nhìn cái Mercy ở đấm này. Để xem combat này Mercy gây bao đam nhá. Còn chưa BKB thì cái điểm gì đâu. Ama đã mở Dark Shroud lên rồi. Viewer vẫn còn nguyên lồng, vẫn đang giữ được skill. Đã tạm thời cai được một turn của đối phương rồi. Team Bersaw pha này chết là cái chắc.
Đúng là ai đây? Đó là hổ, úp đồng được luôn cả hổ trong này. Và Nightclass đến rồi, chắc chắn sẽ làm chúng có bắt thắng lợi dành cho Tanda thôi. Lồng như vậy mà còn thua nữa thì vô lý. Đấm Morin nào. Chắc chắn là đấm Morin rồi, Morin sắp chết rồi. Sống hộ cái. À bận đánh Skitter. Skitter thì chưa chết, Nightclass pha này hơi tiếc BKB. À mà sẽ là người đứng đầu, ngay lập tức là dính Ice Pass rồi. Đã có bố set 2, không quá sợ, ok. Như vậy là đã phải dùng Flaming Lasso của Marcy nhưng chưa bớt giam chết được Marcy. Bây giờ thì Marcy sẽ được đấm nếu như chặn vào bất cứ người nào đấy. Sneaking sẽ là đối tượng bị chọn rồi. Sneaking chắc chắn là chết, Marcy mà đấm thì không nhấc nổi được tay lên mà chạy đâu. Rồi Marcy pha này không sao cả, vẫn nhảy được ra mà vẫn bị kiến cắn chết, khá đen. Uống này lồng thì cũng đẹp nhưng mà không có Marcy đấm vào thì đang vẻ như là hơi thiếu. Ama mở ulti lên rồi, vẫn đang quẩy, Thompson bị đấm quá đau. Quá nhiều agility dành cho Ama rồi. Nhưng Pure vẫn còn nguyên ở đây. Xứng sống lưng vàng chứ còn cái gì nữa. Marcy bài bách ra. Ama không còn skill gì để chạy nữa cả. Cố gắng giữ lại đấm nhau thôi. Ok vẫn chạy được. Marcy bài bách ra ngố điên. Đi chết luôn. Morin đang dí lên. Không còn sát thương của Marcy nữa thì Morin đã được chơi game. Thompson cũng đã chết rồi. Pure thì không có lồng. Như vậy là combat này Falcon họ đã kéo đủ dài để họ có thể chiến thắng được combat rồi. Và đã cu nhau xong lồng rồi. Dồn đam vào Weaver đầu tiên. Sắc cũng đã nhảy tới. Lồng sắc thẳng luôn rồi. Bên đường đinh thẳng vào lồng. Nhưng mà lại chưa đủ đam để giết được Ama rồi. Ama sẽ mở được skill lên. Pure bây giờ đã có BKB để tạm thời để lùi về nếu như cảm thấy cần thiết. Dồn đam vào Morin. Morin chết luôn rồi. Quá nhiều sát thương. Thompson bây giờ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà giết được Morin xong rồi thì cảm giác như là bên phía Tundra họ đã có gậy xanh rồi. Ama Leap, Pounce là chính xác ở vị trí của Miranda. Miranda đã buyback rồi nhưng mà đây một tình huống Ama có vẻ như là vào hơi sâu chăng. Vẫn còn ulti. Skitter cũng đã tới rồi. Vẫn đang dive trụ. Nightclass sẽ chết. Thậm chí muốn luôn cả Ramsey. Tí nữa thì Pure định lồng Ama rồi. Ama đã bị ép phải mở ulti lên. Nightclass vẫn còn BKB chưa muốn dùng đâu. Bây giờ mới là lồng từ Pure này. Lồng khá hay khi đúng lúc đó cũng là pha đi blink vào của Mori nhưng đam thì là chưa đủ, tạm thời đã giết được một mạng của Ama đã rồi. Đổi lại mạng của Nightclass. BKB của Mori đã được mở lên, bây giờ hoàn toàn có thể thế BKB và đánh nhau ngược lại nào. Thompson đang chưa bị ai dí, Thompson đang được chơi game. Ramsey bị dí vào, Ramsey là người đã bị back ra và cố gắng lùi về nhưng mà Thompson hết BKB thì bị Skitter dí vào cùng với Sneaking. Thompson sẽ chờ đây mất thôi. Không thể nào mà đánh lại được. Pure chỉ có một mình, quá đơn độc rồi. Đồng đội không còn ai nữa cả. Trời ơi, cho cô đơn quá. Chẳng sẽ có muốn dùng bài bách ra, đặc biệt là khi mà không có Miranda cũng như là không có lồng của Void. NP vẫn đã phải bài bách ra rồi. Cố gắng giết Morin trong tình huống này. Đủ đam hay không đây? Đã có lốc lên rồi. Hơi lag một chút nhưng không sao cả. Morin mở Big B lên. Marcy đấm bây giờ không quá đau nữa. Đấm Skitter thì đau nhá. Đấm Thinking cũng là đau đấy. À ok, lên spell Lifesteal thì có nhưng mà có thể ở đây chết luôn rồi. Miranda không có TP. Đu má mày. Phút thứ 45 rồi, TP của mày đâu? Ramsey ơi. Pure mở lồng lên, sẽ lấy được mạng của Skitter. Nhưng Skitter hoàn toàn có thể bay back vào tham lap. Giết được thêm cả Sneaking nữa rồi. Ok, Skitter bay back và chết luôn mất. Ok, bây giờ thì phải đập nhà rồi. Đập được nhà hay không đây? Không có fortification. Đang cố gắng đập nhà và như vậy là end game rồi. May quá quá mà gánh kèo. Cái thằng Skitter này. Đúng rồi, nhắc đến phát là có ngay. Sẽ là Monkey King dành cho Thompson. First blood chan, chắc chắn rồi. Nhường mạng cho Nightclass. Thì giải này không có cùng chiếu đâu. Monkey King khả năng cao và sắp sửa chết trên mạng thứ 2 rồi. Chính xác là như vậy, và lại là một mạng nữa dành cho Nightclass. Giống game trước thôi. Bây giờ thì Morin có lẽ là đi này cắt quái với chúng tôi. Tham Minh Sun là hoàn hảo từ Thompson ở cái boss. Điều pha này có lẽ là khó sống rồi. Sẽ quay trở lại trả đam ra. Nhưng mà Wymon pha này thì cũng không thể nào mà về được. Nên là cái chuyện trả đam của Điều... À ok, tạm thời Wymon sẽ đã... Cái này như nào nhỉ? Bây giờ thì huống mà Creep cố tình feed. Nhìn network thì cũng ngang vào Sada. Nightclass thì tiếp tục đang đi dương oai giữa võ với hai điểm vào Diabolic Edict của mình. MG ở cái boss mới chỉ có level 5 thôi, đang bị đối phương dive trụ, trông thả kiến kìa. Thả kiến như thế thì
Làm sao mà giết nổi Ramsey đây? Wymon cùng Thompson cũng đã TP xuống rồi. Sneaking sẽ phải trả giá. Này, chưa có ulti đâu. Skitter đứng lại đây. Ramsey mở ulti luôn. Rồi, Senchi đứng đây chờ sẵn. Chạy mấy vòng nữa thì mà sẽ chết Skitter ạ. Đấy. Di chuyển linh hoạt và tài tình và hợp lý. Có ngay thêm một mạng nữa dành cho ai đây? Chính là Thompson. Nhưng không phải là cướp sách. Ăn mạng đối phương thì được. Lại là Crit bỏ. Thì tôi là Crit chết thì bỏ. Ok. Wymon mở ulti lên chém luôn. Morin trả đam ra cũng khá đau. Skin đã tới với Heavenly Grace rồi. Nhưng mà không có ulti thì thực ra thì cũng chả sợ. Đấm rất đau từ Thompson. 3 điểm trinh gu rồi. 4 điểm rồi. Ở đằng sau này thì Wymon nó bị dí với Ama. Combat là đang ngầm lời. Rồi Thompson hoành cây đánh rất hay. Double kill luôn. Ở đây Ramsey cũng đã tới với cứu mạng cho Wymon. Thậm chí có cả Pure với Laguna Blade thẳng vào mặt của Ama. Có TP hỗ trợ nào không? Ok, lần này chết chắc rồi. Ném luôn cả. Đừng nói với tôi là không chết nhá. Ok, chết thật. Focus từ đầu cho đến giờ. Thinking. Tự dưng nhìn thấy một cái rune bay vào mà còn vào smoke di chuyển. Nhìn thấy ngay sneaking rồi. Heavenly Grace cũng đã rất lâu cho nên biết chắc chắn là tầm này là cũng chuyện là cũng đã xong được. Ama khả năng là đi. Ok. Tự dưng lại làm thầy ngã cây nhá cái thằng MG này. Nhưng mà Kiến vẫn bị bắt à? Không, Kiến tham lát được ra rồi. Thinking thì chắc là chết thôi. MG mở lồng trước khi chết và cũng đã lấy được mạng của Ama rồi. Pio đứng ở ngoài lồng bắn vào. Bây giờ thì Skitter không còn tham lam giữa lấy gì chạy đây. À, cũng như là mạng hạ gục. 4-20 rồi. 4-21 rồi. Die back luôn. Night class godline. Morin bị đau die một trụ. Cái cảm giác này thông thường thì không phải là cảm giác của Falcon. Mà Thompson phải chết. Thompson phải chết. Feed rất nhiều tiền. Night class cũng vào quá sâu. Đây là một con godline nhá. Sneaking cứ thế chết thôi. Và chu thì cũng chẳng sao. Cái quan trọng là hai lần thì họ pha xử lý cũng hơi giật mình. Nhưng Ama vẫn sẽ chết thôi. Ở ngoài này thì điều tương tự cũng đã xảy ra với Crit rồi. Ok ạ. Lại một lần nữa ở Night Class chăng. Chỉ vẽ vòng ra ngay lập tức là mọi thứ kết thúc rồi. Skitter không về nổi luôn. Không tham lapse kịp luôn. Ama cùng với Sneaking ngồi này làm gì đây? Chết cá rồi. Thôi, làm cái mới đi. Bắt được mạng của Pio đầu tiên là cũng hay này. Nhưng Pio có BKB. Tạm biệt. Ama chết tươi giữa anh đài cờ. Rồi, Ramsey cũng tình huống ném giáo để cứu Ama. Nhưng mà cũng không ăn thua. Như vậy thôi thì là chưa đủ. Ama sẽ buy back ra. Ok. Ở kia Skitter được đánh. Vẽ lồng lên. Vẽ vòng ra. Khạc nhổ vào. Ngay lập tức là bị lốc lên. Hay. Ama đã tới. Có cả trừ giáp. Night class sẽ bị bắn chết sớm thôi. Đam của Skitter là khá nhiều. Skitter đã phải dùng timelapse rồi. Night class bây giờ mới chết. Ama đã die back. Thế thì có lẽ là hết được rồi. Hết rồi. Mori cũng phải dạng vừa. Quay lại trả đam lấy được ngay Kenigis của thầy rồi. Nhưng sau đấy thì sao đây? Sau đấy thì Mori không kịp cứa để giết em gì. Mori cũng đã chết. Skitter hồi sinh ra nhưng mà không có đủ đam. Pure hết mana, phải chăng là ăn được mạng của Pure? Phải chăng là không ăn được mạng của Pure rồi? Skitter không còn tham lam thì không thể nào đứng lại đấm nhau với cả Pure được nữa. Sao là chính xác đi Pure. Ramsey lao lên, thầy cũng đã stun ở vị trí của Skitter. Skitter đứng lại trả đam, mà trả đam như này thì là chết luôn rồi. Ôi à, không kịp stun luôn đấy. Ama blink ra ăn ngay một Storm Hammer và hóa thành con gà cố gắng chạy về nhưng không về nổi và đó là cả năm mạng của Falcon và chết. Rồi, vẽ vòng ra. Chỉ cần vẽ giết. Ôi à. Ý thì giết là Thompson luôn. Nhưng mà cũng chỉ là suýt thôi. Cũng chỉ là suýt thì giết Thompson luôn thôi. Lồng của MG là quá đẹp. Skitter bây giờ thì cũng đã hết tham lap rồi. Đúng vậy. Thế rồi đây là hết. Skitter thì cũng phải ở lại đấm nhau đến chết. GG Eduko rồi. Khá là lì, thực sự là có thể côn GG từ nãy được rồi. Ama cay lắm rồi đấy.
không có Timbersaw nào ở đây cả. Bad Rider thì có Thompson, cũng là một hero siêu counter DK ở mid. Ama lao thẳng vào ăn ngay một stun. Wymon sẽ là sử dụng Ice Shard một cách hoàn hảo, có luôn cả body block. Thompson pha này chắc chắn là ăn first blood rồi. Wymon chết luôn nhưng top làm gì nữa. Ở mid thì trông cũng không có vẻ gì, bé đang thắng kèo lắm nhưng mà Nightclub đi ra mid rồi. Morin chết luôn. Rất chiến. Wymon sẽ bị đổ độc chết nào. 4 chấm là đi rồi. Đấy, trận này chúng ta có thể thấy là mày ngoặc nữa không? Creed di chuyển ra mid, ăn Grunin V vỏ chạy. Đấy. Có detection không? Không cần detection gì cả. Stun là chính xác, sẽ được Pewer. Thằng mình stun, ăn luôn Wisdom thành công. Wymon pause game kêu lắm đi. Tự nhiên bản thân gọi là hay này. Khó rồi. Sẽ là úp xuống thêm một chấm độc nữa. Ama cũng aggro quái luôn. Creed tiếp tục chuyển ra mid lên để đảm bảo là đối phương không ăn được rune. Nhưng mà pha này thì chắc là Creed sẽ phải trả giá với chính mạng sống của mình thôi. Ở cái boss thì Lina sẽ là người ăn rune. Ulti của Centaur cũng đã được mở lên để tiếp tục dưới. Kéo về rồi, Pure đã tới, Morin cũng chết. Hoặc ngay cho anh em ơi, Ramsey đâu, alo. Ramsey bây giờ mà cũng chết thì buồn cười này. Hoặc nó hai ông đại trụ giết con hổ chết ngược cả hai. Bây giờ thì biết Thompson chết không? Không chết rồi. Amam là người chết. Morin tới. Morin đã tới rồi. Nhưng không đủ đam để giết Thompson. Power shot cũng không chính xác luôn. Bây giờ Morin bị dí bởi Nightclass rất đau. Đã cúm xuống địch với từ Creep để cứu bổ. Nightclass hết mana. Tôi nghe tiếng ulti của Windranger. Bắn tùm lum này thì mai người ta chết. Trông kìa, trông kìa. Trông nó buồn cười không? Power shot. Một đường power shot rất hay của Skitter. Quay lại stun chết thôi. Creed tới thì cũng không biết phải làm gì. Creed được cái là run hết cho nên cũng khá láo. Hơi láo quá rồi. Creed ơi, Flash cũng đang đi lùa, vẫn đang đi tìm. Ok, Creed đã úp rồi thì chết. Arrow là không chính xác. Creed bỏ mạng rồi. Nhưng mà pha này thì có vẻ như là Ama đến rồi được mạng. Né được luôn cả power shot này. Nhưng mà vẫn sẽ chết thôi. Hai support pha này không nên cứu. Không nên vào cứu hai support để chết thêm người. Nightclass sau này sẽ chết. Một mạng nhẹ nhàng dành cho Sneaking. Ramsey thì hơi khó. 2100 máu có giáp phản. Pure đã tới. Chết ngay Morin là điều rõ ràng rồi. Cố gắng lấy mạng Ramsey. Sắp được thành công rồi. Pure chết. Ramsey cũng chết. Thompson cũng đã hoàn thành Blink Dagger. Scan chính xác vị trí của đối phương. Thấy giật xét, thấy power shot rồi. Đúng túng cổ. Đây rồi, người giàu nhất của Falcon lên bảng đếm số. Không lên bảng đếm số. Chưa lên bảng đếm số. Thompson đang cố dí. Thompson bị với rồi, chết ngược rồi. Wymon con này cũng hết đường về. Ngay lập tức là có team dành cho Thompson. Nhưng mà Thompson không phải là người chắc phóc đâu. Mà team Thompson. Mấy thằng toxic là tự dưng mình cứ bị vạ lây thôi. Đấy cái thằng này này. Chính là cái thằng này này. Pewer lao vào trả đam ra. Bấn chết sneaking trước đã. Bây giờ quay sang bấn Ama. Không đủ đam rồi. Khi bấn đó là Skitter đã lao tới. Ramsey quả này cũng khó sống. Được búp Power Ice vào một tơ và lùi về Power Shot. Là không chính xác. Thôi Thompson đi rồi. Lao lên tìm người. Tìm Thompson rồi. Có Wymon để cứu. Cứu được một tơn. Được úp xuống. Có Morin linh vào nhưng mà không rồng. Stun Nightclass thì không ăn thua, Ramsey đã tới. Thôi, mày chắc chắn ăn tip rồi Morin ơi. Bỏ qua skip. Thompson lại còn ulti luôn và cái ông skill chết rồi. Thế là bây giờ Morin nó giết thầy. Thầy lại bị tip mất, thầy ơi không sao, có Pure gánh. Có Pure gánh. Pure cũng chết, thì ai gánh đây? Chả ai gánh ai cả, chết hết. Hai support của bên phía Tundra thì vẫn còn nguyên. À mà đường stun trượt. Và khả năng là Creed sẽ phải trả giá vì đường stun trượt đó chăng? Không hề luôn, Creed không hề phải trả giá. Creed đánh vẫn rất hay. Wymon không thể nào áp sát được vị trí của Creed nữa rồi. Và Tundra sẽ mất cả 5 người ở đây. Sau khi Ama công cụ có Bash. Pha đấy đi.
con Sơn ơi, con Sơn à, bị bông nhưng có đấm không? TP bạn lại nghèo, rất thề. À, không chạy được thoát khỏi Sada đâu, chết rồi, không tỉnh nổi là làm một cái gì luôn. Chẳng may đối phương ăn cứu Invi. Rồi, túm được Skitter nha, tức là bị bash lại, bị stun lại rồi. Thompson mở BKB lên hơi muộn. Bây giờ thì Skitter sẽ trả Ram ra. Skitter bắn rất đau, chết Thompson, chết LeShark, chết cả... À không, Ramzy chưa chết. Ramzy có giáp phản. Rồi, xong bây giờ thì chết rồi đấy. Wymon nó bị bắn. Edo là chính xác, kêu hồi nên đi về ngay. Nên đi về ngay còn kịp. Rồi, xong rồi, một úp. Ama sẽ chạy thẳng lên. Morin cũng đã tới. Pure chết tươi dễ đánh đạch rồi. 15.000 Edward chênh lệch và quái. Đúng rồi, chết rồi. BKB TP thì sống, nhưng mà tiếc BKB thì chết. Con bé đã đỡ Thompson bây giờ thì cũng chẳng khác gì support cả. Rồi đấy, đến lượt Pure mid thì cũng như này đó. Chả ai cứu được. Thirst ở đâu trong tình huống kiểu như vậy. Ramzy lao vào, muốn chết rồi. Đây là tình huống xử lý của những người bị tiêu. Đấy. Kim thì thiếu hai người nhưng mà vẫn lao vào đánh nhau. Cũng may là ông Sneaking này thăm binh như một cuối đầu bài, Edo là trượt nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì. À, là tha hóa hết rồi. Bad Rider Blink vào lần này đi mở BKB lên. Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ ra được một cảnh tượng nào mà Tundra có thể thắng được con bát này cả. Skitter full đồ rồi. Fever bỏ chạy thì nhìn chung là cũng chả biết làm gì ngoài việc chạy cả. Mà hãy nhìn xem chạy đi đâu, chắc chạy đâu được cả. Chi Chi đã được khô, ngoặc đã được viết, Chathor cũng đã kết, thậm chí Chris cũng đã là người phải Chathor trận đấu này rồi.